sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn và mở đầu bản tin sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, châu Á và Việt Nam đã và đang là điểm đến của những đợt sóng thần dữ dội nhất của COVID-19. Những kỷ lục về số ca lây nhiễm thậm chí tử vong có thể sẽ bị tiếp tục phá vỡ trong những ngày tới. Chúng ta vẫn liên tục xây dựng các phương án mới trong bối cảnh hiện tại, đảm bảo rằng nguồn lực của ta luôn luôn trong tư thế chủ động tấn công. Và bản tin chuyên biệt về COVID-19 của truyền hình Thông Tấn ngày 18 tháng 5 sẽ tiếp tục có cái nhìn toàn cảnh về cuộc chiến chống dịch bệnh tại nước ta trong 24 giờ qua. Từ 6 giờ sáng nay, tỉnh Bắc Ninh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ thành phố Bắc Ninh. Thời gian thực hiện từ ngày 18 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 5. Hôm nay, Đà Nẵng bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho hơn 65.000 hộ gia đình để sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng. Đợt lấy mẫu xét nghiệm này nằm trong kế hoạch của thành phố thực hiện xét nghiệm cho 30% đại diện hộ gia đình chưa có người được xét nghiệm. Qua đó kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho đợt bầu cử sắp tới. Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer, BioNTech và Moderna sẽ vẫn có hiệu quả cao đối với hai biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học Mỹ công bố hôm qua trong bối cảnh thế giới đang quan ngại về biến thể mới có khả năng lây lan mạnh này. Thưa quý vị và các bạn, đất nước đã trải qua đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, cũng là từng ấy lần cộng đồng cùng hoang mang, lo lắng. Cứ qua ngày thì người người đều ngóng xem sẽ có bao nhiêu ca nhiễm mới, những địa phương nào có ca bệnh và bao nhiêu trường hợp phải cách ly. Đi đôi với đó là những sự chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội hay truyền tai nhau về những tác động mà dịch bệnh mang lại. Tích cực có, tiêu cực có đúng và có cả sai, khiến nhiều người nháo nhào, bội thực thông tin. Nhưng hãy nhớ rằng, cả hệ thống chính trị đang nỗ lực dập dịch, ngành y tế căng mình chiến đấu vì một ngày mai yên bình, không còn bóng dáng của virus. Do đó, ngay lúc này, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang, đồng thời phải luôn phối hợp, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Phải luôn được kích hoạt sự đồng lòng của cả hệ thống chính là luồng gió mát, xua đi đám mây u ám corona. Rất nhiều giải pháp chống dịch đã có cách làm sáng tạo và hiệu quả. Đây là một trong 5 điểm chốt cứng tại điểm phong tỏa xóm 2, thôn Bắc, xã Kim Nỗ. Tuy nhiên, vẫn có một điểm chốt mềm như thế này để hàng ngày cung ứng nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Điểm chốt chặn tại xóm 2 thôn Bắc được coi là lớp khoanh vùng dịch thứ hai và được thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, luôn bố trí người trực 24/24 giờ, chia thành 3 ca. Ban ngày thì phải có độ 2 người, cũng phải phục vụ các phần với nhân dân nữa. Ai thiếu đồ dùng gì thì là sẽ nhờ mình người trực chốt. Sẽ cử một người đại diện đi mua thiết yếu thực phẩm cho nhân dân. Lớp phòng dịch thứ nhất chính là lớp lõi tại các gia đình F1, F2 và người đi đến vùng dịch. Lớp này sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Còn lớp phòng dịch thứ ba là lớp ngoài cùng tại các chốt kiểm soát y tế, đảm bảo tất cả những người ra vào được kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin. Lớp này được thực hiện theo chỉ thị 19 của Thủ tướng. Cách ly ba lớp này thì chúng ta thể là triệt để việc là cách ly, phát hiện, truy vết kịp thời, từ đó khoanh vùng gần như là tối đa đối các trường hợp liên quan đến ca bệnh, từ đó là không thể lây lan dịch bệnh cộng đồng chúng ta trong tầm kiểm soát của mình rồi. Mặc dù được bảo vệ bởi 3 lớp lá chắn phòng dịch với những quy định nghiêm ngặt, nhưng mọi sinh hoạt của người dân vẫn được bảo đảm. Đặc biệt ngay cả khi bị phong tỏa, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân vẫn không bị đình trệ, vẫn là phát triển kinh tế. Như các bác phải làm mộc đấy, vẫn là làm các hộ dân là vẫn là xúc cắt, cũng là phát triển sản xuất nông nghiệp, cũng có một vài hộ gặt rồi, cũng phải để hướng cho bà con là ra để mà phê máy gặt lúa xong thì lại khoanh vùng đi về ngay. Cái mô hình rất là sáng tạo, chủ động và cũng rất là phù hợp với cái địa bàn của huyện Đông Anh, và với cái hiệu quả của mô hình thì chúng tôi thấy rằng là đã khoanh chặt được những cái ca F2. Dịch COVID-19 chỉ có thể thành công khi mà thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân và được từng người dân phải có trách nhiệm hưởng ứng và ủng hộ dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng cũng như là vai trò của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể. Chúng tôi huy động được cái lực lượng đội tình nguyện trên 11.000 người. Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình 3 lớp mà tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh đã được kiểm soát. Không những thế, địa phương này còn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế,
Đây cũng là điều kiện quan trọng để huyện Đông Anh đảm bảo thực hiện thành công, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những ngày qua thì tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19. Theo nhiều chuyên gia y tế thì nguyên nhân dẫn đến nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay là do đặc điểm các khu công nghiệp thường thu hút lực lượng lao động đông đúc từ nhiều địa phương. Người lao động làm việc trong môi trường khép kín, thuận tiện cho dịch bệnh lây nhiễm. Một trong những vấn đề của tỉnh Bắc Giang hiện nay là tốc độ xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu và hiện tỉnh vẫn còn khoảng 70.000 mẫu chưa được xét nghiệm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng nhiều lực lượng lấy mẫu, xét nghiệm đã về hỗ trợ Bắc Giang. Quan trọng nhất lúc này là công tác điều phối. Kinh nghiệm ở Hải Dương cho thấy dù công suất xét nghiệm chỉ bằng 70% của Đà Nẵng, nhưng chỉ bằng tập huấn lại, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý danh sách lấy mẫu và kết quả xét nghiệm thì công suất đã gấp đôi Đà Nẵng. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý mặc dù xét nghiệm PCR mẫu đơn là tốt nhất, nhưng trong tình hình hiện nay, Bắc Giang cần sử dụng xét nghiệm PCR mẫu gộp. Những đơn vị có kinh nghiệm thực tiễn chuyên làm mẫu gộp 10 mẫu đơn, mẫu gộp 20 mẫu đơn đang chi viện cho Bắc Giang phải triển khai ngay. Có như vậy mới giải tỏa nhanh lượng mẫu chưa xét nghiệm hiện nay, theo kịp tốc độ lấy mẫu. Áp dụng để tin học hóa tất cả quản lý các mẫu xét nghiệm là bắt buộc, không phải việc chỉ kết quả dương tính. Âm tính cũng phải vì sau này chúng ta phải theo dõi. Cho nên các công ty công nghệ vào nếu chưa có thì tôi yêu cầu tất cả các đơn vị xét nghiệm cũng lại riêng dạng bảng dạng giấy, tách sự uất hoặc viết tay, chụp lại, truyền về anh em trên này, người ta sẽ giúp cập nhật vào hệ thống để sau này mình theo dõi tiếp. Trước áp lực cách ly hàng nghìn F1 hiện nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Giang rà soát lại các khu nhà ở công nhân, các trường học, ký túc xá, tiến hành lắp đặt lập tức camera giám sát từng phòng, tổ thông tin của ban chỉ đạo và đội ngũ tình nguyện viên giám sát, thông báo ngay khi người cách ly có vi phạm. Tỉnh Bắc Giang phải linh hoạt, không nên máy móc, cứng nhắc khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn, trong đó có các khu công nghiệp, theo chỉ thị 15 hay chỉ thị 16. Mình phong tỏa, bên trong mình giãn cách xã hội, ngày xưa gọi là cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Nhưng mà kinh nghiệm của Đà Nẵng là người ta trong lúc đấy, người ta vẫn duy trì sản xuất các nhà máy mà được đảm bảo an toàn. Vì hai lý do, một là vì sản xuất khu công nghiệp là khác cụm công nghiệp Chí Linh. Này tôi nói các ông chí đấy, quy mô nó khác hẳn, ảnh hưởng đến cả nước. Thứ hai là chính là biện pháp mà quản lý dịch tốt. Từ thực tế, phần lớn bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, Phó Thủ tướng cho rằng về cơ bản để chuẩn bị cho tình huống có hàng nghìn người nhiễm, Bộ Y tế, tỉnh Bắc Giang phải có phương án sử dụng những bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung nâng cao, có camera giám sát để theo dõi, điều trị. Đối với những trường hợp có triệu chứng sốt, diễn biến nặng hơn thì chuyển lên các cơ sở điều trị ở mức cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới hay ở bất kỳ quốc gia nào cũng vậy, các khu công nghiệp hay nhà máy luôn bùng nổ hàng loạt các ổ dịch COVID-19 mất kiểm soát, dẫn tới phải đóng cửa và cách ly công nhân, gây ảnh hưởng rất nặng nề đến nền kinh tế. Đã có những thành phố toàn bộ các ổ dịch đều đến từ khu công nghiệp. Vì thế, hai khu công nghiệp là Quang Châu và Vân Trung ở Bắc Giang bị COVID-19 tàn phá dữ dội cũng không có gì lạ. Hiểu được căn nguyên thì sẽ có biện pháp phòng chống, nhưng để phòng chống tốt nhất thì theo nhiều chuyên gia y tế, các công nhân của khu công nghiệp cần được xếp vào nhóm ưu tiên được tiêm vaccine. Vâng, cuộc chiến lần này thực sự đã rất khốc liệt. Chính vì vậy, thông điệp 5K phải luôn được thực hiện nghiêm túc. Có như thế thì thành trì mới vững chắc, cuộc chiến mới sớm giành được thắng lợi và toàn dân mới có thể yên tâm phát triển kinh tế. Bản tin COVID-19 ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại. Trở lại với những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 688 ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Cấn Đình Tài, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định số 689 ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
quyết định số 686 ngày 17 tháng 5 năm 2021 về việc bổ nhiệm đồng chí Bùi Huy Hùng, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, công tác tại Văn phòng Chính phủ, biệt phái đến Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến hết nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thưa quý vị, vào chiều ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp, vụ thông tin Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc tọa đàm Ngày hội toàn dân bầu cử an toàn dân chủ, công bằng, đúng pháp luật và tổng kết đánh giá kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Các đại biểu nhấn mạnh, trong những năm qua, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã có nhiều bước phát triển quan trọng, đóng góp to lớn vào những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước. Những trang sử vẻ vang đó là tiền đề rất quý báu cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà cử tri cả nước sẽ thực hiện vào ngày 23 tháng 5 sắp tới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, kịch bản ứng phó với mọi tình huống của cuộc bầu cử đã được tiến hành dân chủ, đúng quy định, đúng tiến độ, đúng quy trình và đạt kết quả tốt. Về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ban tổ chức cho biết cuộc thi đã kết thúc tốt đẹp với hơn 38 triệu người truy cập, hơn 800.000 lượt thi. Và điều này cho thấy người dân đã hiểu khá rõ về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền và nguyên tắc bầu cử, từ đó lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đa số sinh viên trong cả nước phải dừng đến trường, nên việc thực hiện nghĩa vụ cử tri cũng sẽ chuyển về các địa phương, thì khối công an, quân đội vẫn duy trì học và bầu cử tập trung cho học viên. Quy mô lớn lại có điều kiện môi trường thuận lợi trong việc nhiễm dịch, nên công tác tuyên truyền bầu cử cho sinh viên nói riêng và đảm bảo công tác phòng dịch nói chung được các khối trường này đặt lên hàng đầu. Thay vì tập trung ở hội trường để học quy định về bầu cử, thì nay các cán bộ của Học viện Cảnh sát Nhân dân lại đến tận ký túc xá để phát thông tin tuyên truyền cho các em. Lần đầu được cầm lá phiếu để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, nên việc hiểu về luật bầu cử sẽ là điều kiện cần cho các học viên. Tiếp cận sớm được với các cái luật bầu cử cũng như là các cái thể thức, thể lệ bầu cử ấy, thì sẽ thuận lợi hơn trong quá trình bầu cử. Không chỉ tự đọc, tự học mà các học viên còn được kiểm tra trực tiếp về những quy định liên quan đến công tác bầu cử. Việc nắm bắt đủ, đúng kiến thức sẽ giúp các em thuận lợi và nhanh chóng hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được quy định như thế nào? Của luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 thì công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Xác định lực lượng vũ trang là đơn vị đi đầu, gương mẫu trong việc tham gia bầu cử, nên ngoài công tác tuyên truyền cho học viên thì công tác chuẩn bị an toàn chống dịch cho ngày bầu cử sắp tới cũng được học viện đặt ra cấp bách. Với hơn 5.000 cử tri, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã thành lập 3 tổ bầu cử để thực hiện giãn cách. Một kịch bản đầy đủ kể cả trong tình huống khẩn cấp cũng đã được khởi động. Rà soát tất cả các cử tri đi bầu cử, khai báo trước thời điểm bầu cử. Tất cả các đồng chí liên quan F2, F3 sẽ được tách ra, chứ không được đi cùng bầu cử cùng với các cử tri mà không có biểu hiện, không tiếp xúc, không liên quan đến vùng dịch. Đấy, bằng cách đó. Đấy, thì tôi tin rằng công tác phòng dịch sẽ thành công và không ảnh hưởng đến kết quả công tác bầu cử. Do đặc thù điều kiện ăn ở tập trung sẽ là môi trường thuận lợi để phát tán dịch. Vì vậy, trong những ngày này, bên cạnh công tác chuẩn bị cho bầu cử, thì triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho học viên, giảng viên nói chung và trong ngày bầu cử nói riêng cũng được đặt cao hơn một mức. Học viên trong trường đều chấp hành tất cả quy định về phòng chống dịch COVID. Bản thân các thầy cũng tuyên truyền, nhắc nhở bọn em để phòng chống dịch trong cái đợt bầu cử. Toàn bộ cử tri sẽ được phân tán, khỏa tạo cái khoảng cách, không tập trung cùng một lúc đông người. Thế và chúng tôi phân luồng, luồng đi vào và luồng đi ra sẽ tách biệt nhau hoàn toàn. Danh sách niêm yết cử tri, hòm phiếu, băng rôn khẩu hiệu đã hoàn tất, với điều kiện cần là sự sẵn sàng từ phía học viên và điều kiện đủ là sự chuẩn bị chu đáo của các trường sẽ giúp cho công tác bầu cử trong ngày hội non sông sắp tới an toàn và thành công. Xin được chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự.
Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam 4 tháng một nữ giám đốc ngân hàng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới gần 15 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019, lấy danh nghĩa là giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng Phương Đông chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, đối tượng Lê Thị Kim Khánh sinh năm 1982, trú tổ 24 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn. Để lấy được lòng tin của bị hại, Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết sẽ hoàn trả lại tiền trong thời gian từ 7 đến 15 ngày, đồng thời thỏa thuận miệng với lãi suất từ 0,3 đến 0,55% trên một ngày. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng của nhiều bị hại. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong ngày 18 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một băng trộm cắp tài sản chuyên nhắm đến người nước ngoài với phương thức thủ đoạn giống nhau. Được biết cả 4 đối tượng đều là nam chuyển giới thành nữ và đều có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Nhận thông tin trình báo về một băng trộm cắp chuyên trộm tài sản người nước ngoài, đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra truy xét. Vào lúc 3 giờ ngày 15 tháng 5, các trinh sát theo dõi và bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Minh Tú sinh năm 1987 và Lê Thanh Dương sinh năm 1995 cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đang dàn cảnh móc túi một người Hàn Quốc. Tại cơ quan điều tra, Tú và Dương khai nhận bản thân mình là nam, đi phẫu thuật chuyển giới thành nữ. Cả hai chở nhau rảo quanh các tuyến đường, thấy người nước ngoài đi bộ trên đường thì tiếp cận gạ gẫm, rủ đi massage hoặc đi khách sạn. Lợi dụng nạn nhân không để ý thì nhanh tay móc túi, trộm tài sản, xong nhanh chóng tẩu thoát. Từ lời khai của Tú và Dương, lực lượng công an tiếp tục truy xét, bắt giữ hai đối tượng khác khi cả hai đang đi tiêu thụ tài sản vừa trộm được. Vào chiều cùng ngày, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện và bắt giữ hai cơ sở có hành vi dùng hóa chất không rõ nguồn gốc để sơ chế ốc trước khi giao cho các tiểu thương trong chợ đầu mối Bình Điền. Công an đã thu giữ 2,2 tấn thịt ốc và hàng trăm kg hóa chất và vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở trên đường Rạch Cát - Bến Lức do ông Huỳnh Văn Trường, sinh năm 1979, ngụ thành phố Hồ Chí Minh làm chủ, đang có hành vi dùng hóa chất để sơ chế ốc. Ông Trường khai nhận hóa chất không có nguồn gốc, không hạn sử dụng để ngâm cho ốc nở đẹp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 700 kg hóa chất để trong các can nhựa và 1,8 tấn thịt ốc đã được ngâm hóa chất. Tại cơ sở thứ hai, khu dân cư Bình Điền, quận 8, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện tại đây đang có hành vi sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ 400 kg thịt ốc để phục vụ điều tra. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực chưa từng có đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng không nằm ngoại lệ. Và trước tình hình này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền để tiếp cận người dân. Sau khi nghỉ việc tại công ty, số tiền rút ra từ chế độ bảo hiểm xã hội một lần không nhiều, song chị Dương Thị Phước vẫn quyết định rút để lo trang trải trước mắt. Những trường hợp như chị không phải hiếm gặp ở nông thôn. Khi rút bảo hiểm xã hội một lần, không ai nghĩ đến khi về già không có lương hưu, suy giảm sức khỏe, phải sống nhờ trợ cấp. Công ty của tôi là bị phá sản nên tôi chờ kiểu như là chờ đợi mấy năm nhưng mà không tham gia ở đâu được. Đấy. Ý là không tham gia ở đâu được nữa, nên là tôi mới đi rút. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến tận nhà tuyên truyền vận động, chị Phước đã quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lại từ đầu. Bởi trên hết, đây chính là của để dành khi về già. Đặc biệt là những cái lứa tuổi mà ngoài 40, trung niên, thì khi mà nói đến bảo hiểm tự nguyện, khi giải thích được nghe đến các chế độ, các chính sách rồi, người ta cảm thấy là nó rất là nhân văn. Và nhiều người là đồng ý tham gia luôn, đóng cho cả hai vợ chồng. Đóng cho cả hai vợ chồng và đóng với lại mức đóng là 5 năm. Tại vì là khi đóng từ 2 năm trở lên là người tham gia đã được hưởng cái chính sách ưu đãi của nhà nước. Đó là về cái hưởng được cái lãi suất quỹ đầu tư bảo hiểm xã hội. Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam khi diễn biến dịch vẫn hết sức phức tạp. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các cán bộ của ngành đã tranh thủ đi từng nhà, ra từng ngõ để vận động, thuyết phục người dân hiểu được tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đặc biệt, phát huy tối đa vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng thôn trong việc truyền tải chính sách đến với người dân. Chính sách ấy đến với người dân.
yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội và sử dụng VSSID. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2021, cả nước đã có hơn 620.000 lượt tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID. Ứng dụng này đã giúp nhiều người dân có thể tra cứu, theo dõi các thông tin đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc mà sử dụng cái ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số có thể nói rằng là chúng tôi đang cố gắng tạo ra một cái sự thuận lợi nhất, đơn giản nhất, tiện ích nhất và cũng là bảo mật nhất. Có thể khẳng định, dù còn nhiều khó khăn, song việc sáng tạo trong cách thức tổ chức triển khai chính sách của ngành bảo hiểm xã hội sẽ giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.